Vương Phi bị team qua đường bắt gặp, sắc vóc ở tuổi 53 gây sốc. Những khoảnh khắc mới nhất của Vương Phi tình cờ được một người hâm mộ chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Theo đó, sắc vóc của thiên hậu Cbiz liền trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Một cư dân mạng mới đây đã chia sẻ hình ảnh của Vương Phi khi tình cờ gặp nữ diva đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Người phụ nữ này tiết lộ khi thấy xung quanh Vương Phi không có ai, cô đã lấy hết can đảm để xin chụp ảnh cùng thần tượng. Sau đó, người này đã chia sẻ bức ảnh lên mạng xã hội cùng lời cảm thán trước nhan sắc trẻ đẹp cùng thần thái nổi bật của thiên hậu làng nhạc. Trong ảnh có thể thấy Vương Phi diện thời trang với phong cách tối giản nhưng vẫn khiến cư dân mạng trầm trồ bởi chiều cao lý tưởng 1m74 và hình thể mảnh mai thanh thoát, đôi chân thon nhỏ thẳng tắp cùng khí chất và sự trẻ trung không tuổi. Dưới bức ảnh, cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen cho Vương Phi, mặc dù cô ấy đã 53 tuổi nhưng trông như 35 tuổi vậy. Khí chất của Vương Phi không đùa được đâu, cô ấy trông còn trẻ hơn Trương Bá Chi, thật ghen tị với làn da căng bóng ấy, phong thái quá đẳng cấp, 20 năm diện mạo không đổi. Được biết đây không phải lần đầu nữ diva được người qua đường bắt gặp và khen ngợi nhan sắc của cô. Trước đó một số người hâm mộ cũng chia sẻ khoảnh khắc chụp chung với nữ ca sĩ và bày tỏ sự trầm trồ trước nhan sắc của cô. Vương Phi nổi đình nổi đám từ thập niên 1990 đến nay vẫn là một trong những tượng đài của làng nhạc nhẹ Trung Quốc, không chỉ nổi tiếng với giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật xuất sắc, ngôi sao sinh năm 1969 còn là biểu tượng sắc đẹp của Cbiz. Đã lui về ở ẩn nhiều năm, ít hoạt động trên thị trường giải trí, nhưng cái tên Vương Phi chưa bao giờ hạ nhiệt. Với hàng loạt bản nhạc kinh điển như Người Con Gái Dễ Tổn Thương, Đậu Đỏ, Mong Người Dài Lâu, Truyền Kỳ, Nhân Gian, Tâm Kinh, Khai Tâm Nhãn Lệnh, nữ nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo trên khắp châu Á. Cô được mệnh danh là thiên hậu hay diva của làng nhạc Hoa ngữ. Thành tựu nghệ thuật vượt bậc giúp Vương Phi trở thành một trong những nữ nghệ sĩ giàu có quyền lực và có tầm ảnh hưởng bậc nhất showbiz. Gần 30 năm bước chân vào showbiz, Vương Phi hiện nắm trong tay khối gia sản 1 tỷ đô, thành công trong lĩnh vực âm nhạc giúp thiên hậu thu về một khoản tiền không nhỏ. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, mỗi năm cô kiếm được hàng chục nghìn đô cho mỗi buổi diễn, ngoài ra còn có thu nhập từ tiền bán vé live show, đóng phim, làm mẫu sản phẩm, chụp ảnh tạp chí. Giai đoạn này, giá cát-xê của nữ ca sĩ hơn 100.000 đô trên một sự kiện, tiền thù lao trung bình cho một hợp đồng quảng cáo không dưới 1,5 triệu đô, tổng thu nhập bình quân của Vương Phi không dưới 10 triệu đô một năm. Sohu cho biết người đẹp từng được nhãn hàng dầu gội đầu trả hơn 3 triệu đô để làm gương mặt đại diện hình ảnh. Năm 2014, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lý Á Bằng, Vương Phi rút dần khỏi showbiz. Song cô vẫn kiếm bộn tiền từ bản quyền nhạc số, các hợp đồng quảng cáo và những tour lưu diễn hiếm hoi. Để mời được diva làng nhạc tái xuất sân khấu, nhiều năm qua không phải là chuyện dễ với nhà sản xuất. Họ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ mới có được cái gật đầu của cô. Nhiều năm qua, Vương Phi đã chi ra một số tiền lớn đầu tư vào lĩnh vực nhà đất. Hiện cô sở hữu khối bất động sản có giá trị hơn 20 triệu đô, trải dài từ Hồng Kông sang Trung Quốc đại lục. Năm 1997, nữ ca sĩ mua hai ngôi nhà sang trọng ở Hồng Kông với giá 4,3 triệu đô và 7,4 triệu đô. Ngoài ra, cô còn có 3 căn biệt thự khác tại Bắc Kinh, tổng giá trị lên đến 4 triệu đô. Năm 2014, Vương Phi và Tạ Đình Phong chỉ gần 3 triệu đô để tậu dinh thự hướng ra Hồ Nhĩ Hải ở Vân Nam làm chốn hẹn hò. Công trình này đang trong diện bị phá hủy theo chính sách bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan của chính quyền địa phương. Theo Sohu, người đẹp Hồng Kông sẽ được bồi thường khoản tiền tương ứng với giá trị căn nhà. Hiện tại, Vương Phi đang sống trong khu nhà giàu Gia Lâm Hoa Viên tại Bắc Kinh, làm hàng xóm với ca sĩ Na Anh. Theo Sina, giá cho 1m2 đất ở đây lên đến 3.000 đô. Dinh thự của thiên hậu làng nhạc Quan Thoại có 3 tầng, được bao bọc bởi cây xanh, nội thất trong nhà trang trí theo phong cách châu Âu xa hoa với đầy đủ tiện nghi.